Hôm nay, bão Gabriel đã suy yếu và di chuyển khỏi New Zealand. Hiện thì giới chức nước này đang bắt đầu đánh giá thiệt hại do cơn bão gây ra. Lũ lụt nghiêm trọng và sạt lở đất do ảnh hưởng của bão Gabriel đã khiến cho 3 người thiệt mạng và hơn 10.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Người dân ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề được yêu cầu tiết kiệm nước và lương thực do lo ngại tình trạng thiếu hụt xảy ra sau bão. Trước đó vào ngày hôm qua, New Zealand đã buộc phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm tạo điều kiện để hỗ trợ những người dân bị ảnh hưởng do bão Gabriel.